Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc cái phần thân chính trước nha mọi người. Do màu đen nó hơi khó nhìn một tí nên là mình sẽ sử dụng len màu xanh này để mà móc thay thế nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ cầm len cho mình như trong video. Sau khi cầm len xong thì mọi người sẽ tạo cho mình một vòng tròn như thế này. Rồi mọi người sẽ cầm ở cái điểm giao nhau này nhá. Sau khi cầm vào đấy xong thì mọi người sẽ lấy kim móc cho mình đâm vào vòng tròn. Lấy len kéo qua vòng tròn, rồi lại lấy len kéo qua vòng tròn nhỏ này nữa. Như vậy là chúng ta đã tạo xong vòng tròn ma thuật rồi nhá. Sau khi tạo xong vòng tròn ma thuật thì tiếp theo mọi người sẽ móc vào trong vòng tròn cho mình là 60 đơn nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau khi mà mọi người móc xong 60 đơn thì tiếp theo mọi người sẽ cầm cái sợi dây ngắn này và rút lại thật chặt cho mình để cho cái vòng tròn này nó được khít lại. Sau khi vòng tròn khít lại xong thì mọi người sẽ trượt vào cái chân mũi đầu tiên này nhé. Đâm qua mũi đầu tiên, lấy lên rồi kéo ra luôn. Sau đó mọi người sẽ lên cho mình thêm một bính nữa. Như vậy là chúng ta đã xong hàng thứ nhất rồi nhá mọi người. Tiếp theo là sang hàng số thứ hai. Thì hàng hai này mọi người sẽ móc cho mình là 6 mũi tăng. Có nghĩa là mỗi một chân mũi này thì mọi người sẽ móc cho mình là 2 mũi đơn cho một chân nhé. Thì ở đây có 6 mũi đơn thì tổng cộng chúng ta sẽ móc 6 mũi tăng á. 1 này, 2. Đó, như vậy là chúng ta đã được một mũi tăng rồi nhá. Mọi người sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại cho mình. Sau đó tiếp theo mọi người lại móc cho mình một mũi tăng vào mũi tiếp theo nữa. Rồi các 3 mũi còn lại mọi người cũng sẽ 4 mũi còn lại mọi người cũng sẽ móc y hệt như vậy nhé. Mỗi một chân mũi thì móc 2 mũi đơn. Sau khi mà móc xong mũi thứ sáu, mũi đơn cuối à mũi tăng cuối cùng thì mọi người sẽ trượt vào cái chân mũi đầu tiên mà chúng ta vừa nãy đánh dấu á. Mọi người sẽ lấy len qua và kéo ra cho mình. Rồi sau đó mọi người sẽ lên cho mình một bính nữa. Như vậy là chúng ta đã xong hàng số thứ hai rồi nhá. Tiếp theo là sang hàng số thứ ba. Thì hàng ba này mọi người sẽ móc cho mình cụm là một đơn một tăng, lặp lại 6 lần nhá. Đầu tiên thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên mà chúng ta vừa trượt này, cái mũi đầu tiên này. Đó. Đó, sau đó thì mọi người sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại cho mình. Rồi tiếp theo mũi thứ hai mọi người lại móc cho mình một mũi tăng. Đó, như vậy là chúng ta đã xong một cụm một đơn một tăng rồi nhá. Tiếp theo thì mọi người lặp lại cái cụm đấy cho mình thêm 5 lần nữa. 1 này, 1 tăng, được 2 cụm rồi. Tiếp tục lại một đơn này. Rồi tiếp tục một tăng. Cụm thứ 3. Một đơn này. Một tăng. Cụm thứ 4. Tiếp tục một đơn. Một tăng. Cụm thứ 5 và ở đây chúng ta sẽ còn một cụm cuối cùng nữa. Một đơn này. Một tăng. Sau khi mà móc xong cụm cuối cùng này thì mọi người cũng sẽ kết hàng vào cái chân mũi đầu tiên chúng ta vừa trượt đấy. Mọi người sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên này. Rồi sau đó mọi người sẽ lên một bính nữa cho mình. Như vậy là chúng ta đã xong hàng số thứ ba rồi nhé. Sang hàng tư thì mọi người sẽ móc cho mình cụm là 2 đơn và 1 tăng, lặp lại 6 lần. Đầu tiên thì mọi người sẽ móc cho mình 2 mũi đơn và 2 chân mũi đầu tiên này. 1 này, đánh dấu chân mũi đầu tiên lại. Tiếp tục mũi thứ hai, mũi đơn thứ hai. Đó, như vậy là chúng ta sẽ được 2 mũi đơn rồi. Mũi thứ ba này thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi tăng. Đó, tiếp theo mọi người lại lặp lại cho mình cái cụm đấy thêm 5 lần nữa, cứ 2 đơn xong lại một tăng và 2 đơn xong lại một tăng nhé. 1 này. 2 rồi tăng. Rồi lặp lại này. 1 2 rồi tăng. Lặp lại cho mình này, 1 này, 2, rồi tăng. Tiếp tục lặp lại.
1, 2, sau đó là tăng. Rồi, đây chúng ta sẽ có một cụm cuối cùng nữa nhé. 1 này, 2, rồi tăng. Sau khi móc xong hàng này thì mọi người cũng sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên cho mình. Và lên một bính. Trượt vào mũi đầu tiên này. Rồi lên cho mình một bính nữa. Và xong. Sang hàng số thứ 5 thì hàng năm này mọi người sẽ móc cho mình tất cả đều bằng mũi đơn nhá. Thì tổng cộng hàng này chúng ta sẽ có 24 mũi đơn tất cả. Rồi mọi người chỉ việc móc mũi đơn như bình thường là được. Rồi sau khi móc xong hàng này thì chúng ta cũng lại kết hàng bằng mũi trượt cho mình và lên một bính nhé. Tiếp theo là sang hàng số thứ 6 ấy mọi người. Thì hàng 6 này mọi người sẽ móc cho mình là cụm 3 đơn và một tăng lặp lại 6 lần nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ móc cho mình là 3 mũi đơn và 3 chân mũi đầu tiên này. 1, 2 và 3. Sau khi móc xong 3 mũi đơn thì tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình một mũi tăng vào chân mũi số thứ 4 nhé. Đó, như vậy là chúng ta đã xong một cụm 3 đơn và một tăng rồi. Tiếp theo mọi người lặp lại cụm đó cho mình thêm 5 lần nữa nhá. 1 này, 2, 3, sau đó là tăng này. Rồi lặp lại. 1 này, 2 và 3, rồi tăng. Rồi tiếp tục lặp lại. 1 này, 2 và 3, sau đó là tăng. Lặp lại cho mình này. 1 này, 2 và 3, rồi tăng. Tiếp tục lặp lại cho mình này. 1 này, 2 và 3, rồi tăng. Sau khi mà mọi người móc xong hàng này thì chúng ta cũng sẽ kết hàng bằng mũi trượt cho mình vào chân mũi đầu tiên rồi mọi người sẽ lên cho mình một bính. Từ hàng số thứ 7 đến hàng số thứ 8 thì mọi người sẽ móc cho mình tất cả đều bằng mũi đơn hết cả. Thì ở đây chúng ta sẽ móc hai hàng nhá và mỗi hàng là có 30 mũi đơn. Mọi người sẽ móc giống như hàng số thứ 5 ấy. Mọi người chỉ móc mũi đơn bình thường là được. Và móc cho mình hai hàng như vậy nhá. Rồi móc xong hàng này thì mọi người sẽ kết hàng cho mình bằng mũi trượt và lên một bính. Rồi tiếp theo thì hàng số thứ 8 mọi người cũng sẽ móc y hệt như vậy nhé. Hiện tại thì mình đã móc xong hàng số 8 rồi nhé mọi người. Thì tiếp theo bây giờ là chúng ta sẽ sang hàng số 9. Thì hàng 9 này mọi người sẽ móc cho mình cụm 3 đơn và một giảm lặp lại 6 lần nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ móc cho mình 3 mũi đơn và 3 chân mũi đầu tiên này. 1 này, 2 và 3. 3 mũi đơn. Sau 3 mũi đơn mọi người sẽ móc một mũi giảm cho mình. Đó. Đây mình đã được một cụm rồi nhá. Thì tiếp theo mọi người lặp lại cụm này cho mình thêm 6 lần nữa. À thêm 5 lần nữa nha mọi người. 1 này, 2
3 rồi giảm. Tiếp tục lặp lại. 1 này, 2 và 3. Sau đó là lặp lại à giảm. Lặp lại này. 1 này, 2 và 3 rồi giảm. Tiếp tục lặp lại cho mình. 1, 2 và 3 rồi sau đó là giảm. Ở đây chúng ta sẽ có một lần cuối cùng nữa nhé. 1 này, 2 và 3 rồi giảm. Rồi, sau khi mà mọi người giảm xong, mọi người sẽ kết hàm bằng cách là trượt vào chân mũi đầu tiên cho mình rồi lên một bính nhé. Sang hàng số thứ 10 này thì hàng 10 mọi người sẽ móc cho mình tất cả đều bằng mũi đơn nhé. Thì hàng này chúng ta sẽ có 24 mũi đơn tất cả. Mọi người cứ móc giống như hàng 7-8 đó là được. Không tăng không giảm. Rồi sau khi móc xong cũng kết hàng cho mình bằng mũi trượt và lên một bính. Sang hàng số thứ 11 thì hàng 11 này mọi người sẽ móc cho mình cụm là 2 đơn và 1 giảm, lặp lại 6 lần nhé. Thì đầu tiên mọi người sẽ móc cho mình 2 mũi đơn và 2 chân mũi đầu tiên này. 1 này, 2. Sau khi móc xong 2 mũi đơn thì tiếp theo chúng ta sẽ móc 1 mũi giảm nha mọi người. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong một cụm rồi nhá. Và mọi người sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại cho mình. Sau khi mà tiếp theo mọi người sẽ lặp lại cho mình cái cụm này thêm 5 lần nữa nhá. 1 này, 2 rồi giảm. Tiếp tục lặp lại cho mình. 1 này, 2 rồi giảm. Rồi lặp lại này. 1 này, 2 rồi giảm. Lặp lại này. 1 này, 2 rồi giảm. Ở đây chúng ta sẽ có một cụm cuối cùng nữa. 1 này, 2 giảm. Sau khi giảm xong thì mọi người cũng sẽ kết hàm vào mũi trượt cho mình và lên một bính nhé. Trước khi móc hàng tiếp theo thì bây giờ mọi người sẽ nhồi bông vào cho mình. Sau khi nhồi bông xong thì tiếp theo chúng ta sẽ móc hàng số thứ 12. Hàng 12 này thì mọi người sẽ móc cho mình cụm là 1 đơn và 1 giảm, lặp lại 6 lần nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ móc cho mình 1 mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Sau khi móc xong mũi đơn thì tiếp theo chúng ta sẽ móc 1 mũi giảm. Rồi mình đã xong một cụm rồi nhá. Tiếp theo mọi người lặp lại cụm đó cho mình thêm 5 lần nữa. 1 đơn này. Rồi giảm. Tục lặp lại cho mình. 1 đơn này. Rồi giảm. 1 đơn. Rồi giảm tiếp. 1 đơn này. Sau đó là giảm. Rồi, cụm cuối cùng. 1 đơn này. Và giảm. Sau khi móc xong thì mọi người lại kết hàng cho mình bằng mũi chuột và lên một bính.
Bây giờ là chúng ta sẽ móc hàng số thứ 13. Thì hàng 13 này mọi người sẽ móc cho mình là 60 giảm nhé. Mọi người sẽ giảm tất cho mình luôn. Sau khi móc xong hàng này, mọi người sẽ kết hàng cho mình bằng mũi chuột và lên một bính nhé. Rồi sau đó mọi người sẽ kéo len ra, rồi cắt len cho mình. Rồi lấy cho mình một chiếc kim khâu len để mà chúng ta sẽ chốt cái phần đáy này lại nhé. Rồi bây giờ mọi người sẽ khâu cho mình theo như video nhé. Đâm từ dưới lên. Sau khi mà đâm xong thì mọi người sẽ rút thật chặt lại cho mình. Rút chặt lại. Sau khi rút chặt xong thì mọi người sẽ giấu cái phần len thừa này đi. Rồi. Tiếp theo mọi người sẽ cắt bỏ phần len thừa này và giấu nó vào bên trong. Như vậy là chúng ta đã xong phần thân rồi nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu trắng để mà móc phần mắt nhé mọi người. Đầu tiên thì mọi người sẽ tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau khi tạo xong vòng tròn ma thuật thì tiếp theo mọi người sẽ móc vào trong vòng tròn ma thuật cho mình là 50 đơn, à 60 đơn nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau khi mà mọi người móc xong 60 đơn thì tiếp theo bây giờ mọi người sẽ cầm cái sợi dây này và xít lại thật chặt cho mình. Rồi sau đó thì kéo len ra, cắt len. Rồi bây giờ mình sẽ kết cái phần hàng lại nhé. Đây là mặt phải nhỉ, còn dưới này là mặt trái. Thì mọi người sẽ lấy cái kim này đâm vào cái mũi đầu tiên. Đây là cái mũi đầu tiên nhé. Sau đó mọi người sẽ lấy cái len này, rồi mọi người kéo kéo qua cái mũi đầu tiên cho mình. Kéo qua này. Sau đó đây là cái mũi cuối cùng thì mọi người sẽ đâm vào cái nửa cạnh ngoài của mũi cuối cùng cho mình. Rồi lấy cái len này, cái len mà chúng ta vừa kéo qua cái mũi đầu tiên ấy, người lại kéo vào cái nửa ngoài của mũi cuối cùng. Đó, như vậy là chúng mình đã sẽ kết được cái hàng đẹp như này nhá. Sau đó mọi người sẽ cắt bỏ cái phần len thừa đi. Và móc cho mình thêm một chiếc y hệt nữa. Vậy là chúng ta sẽ có hai cái mắt như thế này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng len màu hồng để mà chúng ta móc cái phần mắt, à phần ngôi sao ấy mọi người. Thì đầu tiên mọi người cũng sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi mọi người sẽ lên cho mình một bính. Đó. Sau khi lên xong một bính thì tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn vào trong vòng tròn ma thuật nhé. Một mũi đơn này. Sau khi móc xong mũi đơn thì tiếp theo mọi người sẽ lên cho mình một bính nữa. Rồi sau khi lên bính xong thì mọi người sẽ trượt vào trong vòng tròn ma thuật cho mình. Móc một mũi trượt vào trong vòng tròn. Đó, như vậy là chúng ta sẽ được một cánh rồi nha mọi người. Tiếp theo mọi người lặp lại cho mình y hệt như thế. Lên một bính này, móc một đơn vào trong vòng tròn. Rồi sau đó mọi người lên một bính nữa, rồi trượt vào trong vòng tròn. Đó, tiếp theo lại lặp lại cho mình này. Lên một bính này, móc một đơn vào trong vòng tròn, rồi lên một bính, rồi sau đó trượt vào trong vòng tròn. Như vậy là chúng ta đã được ba cái cánh rồi nhá. Tiếp theo mọi người sẽ lặp lại cho mình thêm hai lần nữa. Rồi lên một bính này, móc một đơn, lên một bính, rồi mọi người trượt. Rồi tiếp tục lên một bính này, móc một đơn, sau đó mọi người sẽ lên một bính, rồi trượt. Như vậy là chúng ta đã móc được 5 cái cánh rồi nhá. Sau khi mà móc xong 5 cái cánh thì mọi người sẽ cầm cái sợi dây ngắn này này,
và rút lại thật chặt cho mình để cho cái vòng tròn này nó được khít lại nhé, rút chặt lại. Đó, sau khi vòng tròn nó được khít như thế này xong thì mọi người sẽ lên cho mình thêm một bính nữa. Rồi kéo len ra và cắt. Rồi cắt cho mình. Rồi sau đó mọi người sẽ buộc hai cái sợi dây này lại cho chắc. Sau đó mọi người sẽ cắt phần lên thừa này đi. Và mọi người sẽ móc cho mình thêm hai ngôi sao nữa, là tổng cộng chúng ta sẽ có 3 ngôi sao nhé. Và mọi người sẽ có thể móc theo màu ưa thích cũng được. Mọi người sẽ có thể móc theo màu gì cũng được nhé. Tiếp theo bây giờ là mình sẽ sử dụng keo nến để ráp các bộ phận lại với nhau nhé mọi người. Đầu tiên mình sẽ dán mắt vào trước này. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ gắn ngôi sao. Thì mọi người sẽ gắn hai cái ngôi sao ở trên đầu. Đây, một ngôi sao ở đây. Một ngôi sao ở dưới. Ngôi sao ở dưới này. Đó. Sau khi mà gắn ngôi sao xong thì mọi người đã hoàn thành xong bé bồ hóng mini cực kỳ xinh như này rồi nhé. Và mình chúc mọi người thành công.